Hello tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình lại có dịp mình đi sang thành phố Nam Định các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ quay chợ rồng của thành phố Nam Định. Gọi là tầm đúng một tuần nữa, hơn một tuần nữa là đến Tết rồi. Đây, đây là chợ rồng Nam Định. Phía trên nóc chợ rồng có hai con rồng và ở giữa là có một vòng tròn thái cực âm dương. Đường phố hôm nay thì khá là đông, có những đoạn thì mình đi tắc đường. Đông xe quá. Hôm trước mình đi thì phía này họ răng dây này, mà bây giờ thì gần Tết rồi thấy thấy họ đã bỏ dây ra rồi. Khá là sôi động các bạn này. Mình sẽ quay vào trong trong này nhé. Mình đã quay ở trong này. Vì mình đang đi xe nên là không thể lên được tầng 2. Rất là đông, ngày hôm nay chợ rồng rất là đông các bạn. Dịp cuối năm này thì mọi người đều đi sắm Tết, mua đồ Tết, đồ dụng trong gia đình cũng như quần áo và giày dép, rồi cây cảnh, rồi thực phẩm, rất nhiều thứ để mua. Mình sẽ quay lên tận trên phía trên này cho các bạn xem. Phía trên này thì họ bán bàn ghế này, chiếu này, rèm này, rất là đông xe. Phía trên này tắc đường này. Trên này tắt đường.
là dịp cuối năm là bán rất là nhiều thứ các bạn ơi, từ lồng đèn này, rồi những hầu như mọi thứ ở Trà Rồng này, Nam Định đều có các bạn nhé, những đồ gia dụng rồi những thứ gọi là sinh hoạt bình thường ở tại gia đình. Đến đây là hết rồi, mình sẽ quay lại nhé. Ô tô mà đi vào đây thì rất là chật. Mình đã ra đến ngoài đường rồi.